Tối ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế cho biết tính từ 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 đến 18 giờ ngày 21 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 4.084 ca mắc COVID-19, tăng 709 ca so với hôm qua. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20 tháng 8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trên thế giới. Số ca tử vong trong ngày hôm nay chưa cập nhật do tiểu ban điều trị chưa chuyển số liệu về. Trong ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế ban hành quyết định về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, với các hướng dẫn cụ thể về các dấu hiệu bệnh, cách chăm sóc tại nhà, khi nào cần gọi cấp cứu. Bộ Y tế ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Y tế các bộ, ngành về việc ưu tiên tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hệ thống tra cứu thông tin người bệnh COVID-19 thông qua việc kết nối thông tin bệnh nhân trên hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở điều trị để cung cấp cho gia đình. Bệnh nhân có thể tra cứu được tình trạng người thân của mình, nhắn tin đến người nhà bệnh nhân khi tình trạng bệnh của họ thay đổi.